ai cũng sợ bà chết, người ta đâu có dám nhận. Còn chú rồi chú nhận khỏe, chết cũng có nhà nước vô mà. Bà nói thôi để bà ở ngoài đi, bà không chịu vô dưỡng lão lâu rồi. Ở ngoài là tốn tiền dữ lắm. Ok, nó tiền trọ rồi tiền ăn đó, uống à. Thì để bảy đi bán cái số đi mà, nhưng mà bảy chắc nghĩ là chắc bảy không sống bao lâu nữa đâu con à. Tám mấy rồi ai sống nữa mà sống hoài hả, không có ngủ được con à. Dạ được, mày nói về tuổi lắm không biết nói sao hả. Không biết nói sao. À, em nhỏ xin được chào quý cô chú anh chị thân mến. Thì ngày hôm nay em nhỏ được một cái người đàn ông giới thiệu là đang chăm sóc một người đàn bà nhưng mà rất là khó khăn. Để chú không? Để chú điền con không? Dạ dạ, chú dẫn vô giùm con nha. Dạ dạ, gần đây không chú? Dạ đây thôi chú đi trước đi rồi con đi sau nha. Dạ. Rồi chú đi đi rồi cái gì mình vô nói chuyện cho chú. Ở đây thì chú nói chú đã 70 tuổi rồi mà còn nuôi ai tới 80 mấy tuổi nữa. Và hiện tại thì chú đang đi làm hành nghề ve chai. Bà mà cống cống vậy á, kiếm phải mấy bà kia mới 7 mấy à, bà còn khỏe lắm, còn bà này bà 8 mấy rồi. 8 mấy rồi chú. Rồi chú cứ đạp xe đi vô trong nhà mình nói chuyện rõ hơn chú ha. Chú thì cũng thương người lắm mà, chú cũng hiền, nhiều khi mình khổ thiệt nhưng mà gặp người khổ hơn mình. Chú đi lượm ve chai chú đi lượm ve chai tới khuya luôn á, hồi lúc 9 giờ con bắt đầu 7 giờ tối là chú đi lượm tới 1 giờ khuya. Dữ vậy? Chứ bây giờ là không có ai lượm tiền nhà tiền cửa làm sao, ta đuổi. Dạ. Còn con vợ chú thì 6 mấy tuổi nhà, còn chú 70 rồi, nhưng mà chú còn khỏe. Đang làm hồ. Hồ ngoại giờ làm hết nổi rồi. Làm hồ đó hả? Chú làm hồ đó mà làm hết chung. Nổi rồi. Giờ đi lượm ve chai sống hàng ngày chứ làm sao giờ. Dạ. Ở quẹo qua bên trái trái con. Đường này đường 49 nè. Dạ. Con quẹo tay phải là đường 35. 35 nó ăn dài xuống tới Hiệp Bình luôn. Nó ra chơi cầu Bảy Nhậu luôn. Như chú chưa ăn sáng luôn không? Con thấy ổ bánh mì chú bỏ giỏ bụng. Chú ăn hết nửa ổ, còn nửa ổ về để cho bà xã. Dạ. Rồi rồi. Đây hả chú? Ở đây đó, để coi chú có thể con nói lâu rồi chạy xe vô luôn, để. Dạ. Rồi con chạy xe vô luôn để căn cuối hết á. À rồi rồi. Rồi. Đây thì chú dẫn vô nhà chú vô cũng TV chứ cũng là một cái phòng trọ dành cho công nhân thôi cô chú anh chị. Đây là phòng chú là phòng cuối cùng luôn. Phòng này thì không có gác thì nó rộng. Dạ, chào mấy cái anh kia. Chào chú, chào cô nha. Dạ. Tôi xin phép con vô nhà nha cô. Nói thoải mái đi. Dạ. Chú cũng dành. Giờ chú đây hả? Dạ. Cho bà ở đỡ, người ta đi ở trên này kia, người ta đuổi bà hoài thôi, mình làm phước cho mày á, chừng nào bà chết thì mày ai cũng sợ bà chết, người ta đâu có dám nhận. Còn chú rồi chú nhận khỏe, chết cũng có nhà nước vô mà. Ở đây thì phòng trọ cô chú cũng rộng ha, mà tối là mình ngủ dưới đất hết hả cô chú? Rồi cho con ngồi đây nói chuyện với bà ha tí ha. Camera lại đây thôi, camera. Nhà cô chú thì không có gì giá trị hết, có mấy cái bao ve chai để ở ngoài rồi cũng bỏ ở trong luôn, trong nhà luôn. Dạ, dạ. Chú lại đây cho con, dạ. Con hỏi xíu nha. Rồi. Rồi chú là chú được hả? Chú được. Chú nhận được. Nãy chú nói với con là chú 70 tuổi rồi. 70. Dạ. Lớn rồi mà cũng đi lượm ve chai hả? Lượm ve chai. Chú lượm đó là bao năm rồi? Hả? Chú lượm là bao nhiêu năm? Chú lượm đúng đa đó là lượm cái này là mười mấy 20 năm rồi. Rồi chú đi làm hồ này nữa. Nó lượm ve chai là hồi còn nhỏ luôn. Rồi vợ nhỏ con gái chưa có sanh luôn, hai thằng trai kia sanh mà chết thằng trai rồi, hồi trước hai đứa. Dạ. Yeah. Chết đứa, còn đứa con gái thì nó lụm là chuyên nghiệp luôn. Còn chú lụm mười mấy 20 năm nay
ví dụ chú làm hồ không có làm hồ thì dạ. Chú thì lụm cho chai chứ giờ mình không làm lấy gì mình sống à, không có lấm trọ luôn ha, không có. Dạ rồi nếu ngày nào mình mệt thì mình nghỉ chú à, như con thấy nhiều lúc mưa quá thì mình cũng nghỉ mưa đó chứ. Mấy ngày chú mưa chú cũng phải đi, không có tiền mưa đi về bệnh. Dạ. Hồi trước chú cũng đi cái này là mà bệnh cả tuần lễ nằm má trèo queo trời xanh trời nuôi à. Dạ. Chú con nói với chú Bảy nè, là cho con biết cái cơ duyên nào mà chú Bảy chú bà à, chú được chứ chú bà chú bà được ha, chú được à, vậy như mình có cái duyên nào mà mình ở chung, mình nhận cô ngoại Bảy về ở với chú như thế này nè. Chú thấy bà lâu lắm rồi nhưng mà mình cũng đi mà không biết làm sao. Cái bữa đó vợ tôi đi, bà đi theo bà đi, bà kiếm kiếm nhà bà ở, mà kiếm người này người kia đặng bà ở ghép, mà không có người nào cho bà ở tại vì sợ bà chết. Coi như tám mấy tuổi chết đã phiền, mà mướn nhà người ta cũng không cho. Thí dụ đi mướn nhà người ta cũng đâu dám cho, còn mình thôi kệ mẹ. Bây giờ bà chết cũng mình cũng từng đi, mình cũng từng biết người ta không có tiền không có bạc, người ta chết thì cũng gửi từ thiện nó vô nó cho hòn chạy. Mình đâu có sợ gì đâu, thì cho luôn cái cho ở luôn thì cho chị ở đi chứ sao giờ mình đã làm phước là làm cho chót. Rồi rồi ăn uống sao, chú vẫn đi chợ đâu ăn hả? Ăn à, cái gì ăn được. Ăn cái gì ăn được mà bà cũng dễ lắm. Ăn ngày bà muốn mua tàu hủ, ăn ngày mình mua ra một hai ca hai miếng tàu hủ, còn chú ít có ăn tàu hủ. Nhưng mà chú cho bà ngoại Bảy ở đây á, rồi vợ chú có nói gì không, con cái có nói gì không? Không nè, vẫn đồng lòng đó, vợ đó vẫn đồng lòng luôn ha. Hai vợ chồng đồng lòng chứ giờ sao giờ mới làm phước bà, thôi kệ bà ở, cứ ở đi. Bây giờ bà ai sợ chết, sợ mình không sợ, mốt bà chết thì cũng có người chôn bà, chứ bà không có con từ nhỏ tới lớn luôn. Để con hỏi bà ngoại Bảy ha, để con xin phép chú được cho con lấy cái mic này nha. Con cứ lấy đi. À đây à, bà ngoại nè, bà ngoại Bảy đây cô chú anh chị. Bà ngoại Bảy nay bao nhiêu tuổi rồi? 82, Tết này nó 83. 83. Hồi xưa bà ngoại Bảy ở đâu? Thì bà ở đó, cũng ở đây luôn. Ngày xưa á? Ờ, cũng ở đây. Ở đây là chỗ nào? Ở đây nhưng mà ở chỗ nào? Ở dưới này, ở cũng ở đậu người ta, còn nhỏ. Ở đậu người ta, là ở chỗ nào mà Bảy nhớ không? Ở dưới chùa, mặn trong chùa Dân Sơn á. Rồi cái sao? Chùa này nè. Dạ sao người ta không cho bà ta ở nói đó thôi giờ đi ra ngoài kiếm ăn đi chứ ở trong đó không có công chuyện gì mà ăn. Dạ. Đó. Rồi cô mới đi lang thang, cô đi bán vé số. Dạ. Ừ. Cô bán ngày có 60 tờ vé số à. À là tương kiếm đương 60 ngàn. À, là kiếm được 60 ngàn là sống đó. Dạ. Cô nói thôi kệ nó chứ giờ đi lắc qua ngày đi. Rồi tới đâu hay đó. Cô cứ nghĩ vậy không à. Rồi cái mình đi ra khỏi chùa. À qua khỏi chùa. Cái mình đi vòng để mình bán xin bán số. Cái xin nhà trọ đi ở hả? Ờ đó, vậy. Rồi có ai cho ngoại mướn không? Cũng có, nhưng mà có hồi ngoại đóng trễ người ta cũng giận, người ta cũng nạt nộ, người ta nói bà kiếm chỗ khác ở đi. Đó. À vậy ha. Đó. Rồi cái cô cũng đi lang thang. Rồi cái người khác người ta thấy người ta cũng thương, đó, cũng cho ở lây lắc đi cô. Rồi thì sao tôi quen được vợ chồng cô chú được? Đi lang giang này nè, đi lang thang nè, đi bán cái số á. Thế nó giờ tôi khổ quá, vô đây rồi xin cái hai đứa này nó có lòng hảo tâm, nó nói bà vô đây ở đi. Dạ. Yeah. Có tiền cũng được, phụ con điện đụng đồ cũng được, hàng tháng cũng được. À, vậy còn ha. Có tôi cũng bao bà luôn. Yeah. Bà không có ăn tôi cho bà ăn luôn. Đó, nghe mừng quá trời quá đất. Ở đây thì ngoại Bảy á, cũng lót một bức chiếu rồi ở trong một cái khoảng thời đây gian cái khoảng đây ngắn chút xíu này thôi. À, yeah. Như đây nè, đó cô nè, đồ bà ngoại nhiều dữ. Ba người ta cho mấy cái mền đó con, bà tiết, bà giặt, bà cắt. Dạ. Yeah. Chứ không có cái gì đáng á. Là hồi xưa giờ ngoại Bảy á là không có gia, có gia đình nhưng mà không có, đưa con cầm này chết con coi. Chết rồi. Là có ông Bảy nữa đúng không? À có. Rồi ông Bảy mất. Mất. Rồi hai vợ chồng không sinh đứa con nào luôn. À, không có sinh. À. Ông hồi đó ông đau ban đầu, ông đau ít, đau ghét, tháo khớp luôn. Tháo chân á. Dạ. Rồi kêu đem cho bệnh viện chết luôn.
rồi đem về cái rồi má ổng ở dưới xa lộ dưới dạ. Dạ xuôi ổng dưới cứ bị đem về làm đám ma đó. Chứ cô nghèo quá mà sao. Rồi bây giờ ngoại bảy định tính sao đây? Bà có biết tính sao giờ, thì con giúp bà, cho bảy được chút nào bảy mang ơn với bảy có biết tính sao giờ. À, bà bảy thì cũng chờ nhờ hai đứa này nó cho bảy ở. Dạ. Yeah. Nó không đuổi bảy đi thì thôi rồi bảy cũng ở đó chứ tới chết thì sao giờ. À vậy hả? Thế giờ làm sao? Ở ngoài bảy tên thật là Trương Thị Bảy Trương luôn thì ha. Bảy đâu. Trương Thị Bảy. Nào giờ không có đổi tên đúng họ như vậy đó. Dạ. Yeah. Có làm sao nói vậy à? Có nói tầm bậy tầm bạ được. Ví dụ mình ở đây mình có thấy phiền vợ chồng cô chú được không ngoài bảy? Ông ngoài bảy thì cũng sợ đây đâu không biết rồi, già rồi bệnh rồi yếu rồi ở đây đó giờ mà biết chết ở đây nè bảy cũng lăn lo âu. Yeah. Mà không nhưng mà hai đứa này nó chịu mà nó thương nó lo. Yeah. Còn giờ biết làm sao giờ thì cũng nhờ con chứ giờ sao giờ. Bây giờ bà ngoại bảy là muốn mình muốn cái gì? Không. Hoặc là bà ngoại muốn thích cái gì không? bà ngoại thích sao bà ngoại có tiền mày muốn ăn tu tí cũng có ăn hay cái gì đó. Yeah. Chứ bà bảy con giờ con muốn nó nhà cao cửa rộng rồi con cái ở đâu mà để lại cho nó. Con nói yeah. Ngoài bảy nè, ví dụ như giờ ngoài bảy không có người thân đúng không? Có bà con không mà ngoài bảy? Có bà con nhưng mà cũng xa xa vậy nè. Ở đâu? Có liên lạc không? Không có liên lạc. Mình cô sẽ biết sống như vậy nè. Hồi xưa bảy có mấy người anh em ngoài bảy biết không? Có mấy người mình chết đó rồi. Mấy người đi chiến tranh nó chết chơi rồi. Là bây giờ còn mấy người rồi. Giờ còn hai ba người vậy mà nó nói chung ra là nó không có. Ví dụ như cháu ruột thì còn cháu dâu. Nó nói tới nó lui bảy không ở ai hết. Dạ. Yeah. Bảy nó thích ở mình. Bảy nghĩ vậy thôi. Như vậy là vẫn biết có họ hàng có người thân mà sao bảy không về bên người thân nữa? Nó không cho. À không cho. Nó không chịu. Dạ rồi. Ví dụ giờ cháu ruột chịu mà cháu dâu nó không chịu. À con hiểu rồi. Đó con hiểu như vậy là bảy đủ. Nhưng mà ở đâu rồi bảy? Ở tên Bình Triệu kìa. Bình Triệu cũng gần đây mà. Ừ Bình Triệu. Ui như vậy rồi có được hôm nay ngoại? Không sao. Nhưng giờ nó đâu có nhìn bảy nữa đâu. Nó tự bà kiếm sống đi. Rồi nó biểu bảy xong cái gì vô trong cái gì đó. À con vừa định nói với ngoài bảy luôn. Ví dụ giờ mình không có người thân ha. Thì mình vô viện dưỡng lão được không? Không đó mà bảy không chịu. Sao không chịu? Bảy nói thôi để bảy ở ngoài đi. Bảy không chịu vô dưỡng lão lâu rồi. Ở ngoài là tốn tiền dữ lắm. Ok. Tiền trọ rồi tiền ăn đó, uống à. Thì để bảy đi bán cái số đi mà. Nhưng mà bảy chắc nghĩ là chắc bảy không sống bao lâu nữa đâu con à. Tám mấy rồi ai sống nữa mà sống hoài hả? Bảy còn đi đứng được không? Đi đứng được mà té lên té xuống đó, té gãy tay, gãy chân nè, ủa gãy tay này mới đi cái chống cái cây kìa, đó. Rồi bảy cắt cái này đi nha, chứ để nó cắt cái này đi, chứ để quay. Đi lát cái lạc mất à? Lát cái bà quên cái mất à? Bà không biết đường kiếm. Rồi như vậy sao bảy không chịu vô luôn à? Vô đó là con được biết là người ta cho ăn uống nè, con tập thể dục nè, có bạn bè nữa. Bảy không vô, bảy sợ. Sao tự nhiên cái bảy sợ vô đó, bảy không vô. Bảy vô rồi bảy vô cũng 2 năm có à. Mà bảy không vô. Bảy có vô bảy chơi đâu được mấy bữa rồi bảy về. Người ta dẫn đi á. Chứ dẫn vô đã từng biết. Vô rồi ha. Có dẫn vô coi rồi. Rồi bảy nó sao tự nhiên cái bảy tâm tâm bảy nó thôi để ngoài đi bán số. Sống tự do hơn đó. Mình muốn ghé đâu mình ghé chị ghé em ghé cô ghé bác tùm sớm gì cũng dễ. Vô đó không thấy ai hết trơn, thấy người lạ không? Cái tự nhiên cái mấy bụng buồn ngu trong đầu óc phải không ở được đó. Dạ. Bảy đồ về. Đó. Không chịu ở. Rồi ngoài bảy ở nhà của vợ chồng cô chú được thì thấy thoải mái không? Và thấy thoải mái. Ở được bao lâu rồi? Ở này cũng 1 tháng hả con? 1 tháng đúng 1 tháng hả con? Là mới đây cô. Mới đây. Còn bảy cũng ở đậu mấy chỗ kia mà mấy chỗ kia không bằng. Dạ. Hai chồng này nó thương phải lắm. Có gì nó cũng cho ăn. Nhưng mà con nói này hồi xưa bảy trong chùa là bảy làm công đức gì? Làm công đức là quét dọn rồi nấu ăn nấu cơm hay sao? Nấu cơm rồi leo dừa dọn chuột không ăn. Rồi hốt mương đắp lên rồi mần cỏ mần cái gì cũng mần á. Trong chùa giỏi lắm vậy, trong chùa đắp nhiều lắm con ơi.
mà sau này cái ngoại không đủ sức nữa, cái người ta đủ kêu sức, là người ta hết hủi mình đang cũng như lơ là đó, rồi bảy buồn bảy nói thôi kệ ra đời đi, kệ nó đi. Bảy cũng khổ tâm lắm coi thiệt. Là ngoại ngoại bảy vô chùa đó được bao nhiêu năm, bao lâu? Ba năm bây ở chùa Dân Sơn nè, 3 năm rồi. Để có gì gửi con con tới con hỏi người ta thử ha. Con cứ hỏi bảy thật tình, không có nói dốc nói láo gì hết. Bà Trường thì bảy đó. Con thấy tại ngoại ở đó ngoại làm họ dọn dẹp biết bao nhiêu mà sao lớn cái là bắt đầu không biết sao. Cái chùa đó là cái chùa không được tốt. Rồi tên dành đó. Rồi. Dạ đúng rồi. Nói chung mình không mình hợp tu mà mình sao mình nói được, mình tu tâm mà. Trời. Nhưng mà mình không tu thiệt. Rồi bà Bảy ra ngoài thấy người ta có con, có cái, người ta chăm sóc cái tuổi già, còn Bảy giờ thấy cô đơn rồi. Buồn lắm. Đêm mấy ít ngủ nhỏ mà khóc hoài, buồn lắm. Khóc. Khóc không ngủ được. Khóc không ngủ được con à. Dạ. Được mẹ nói về tuổi lắm. Không, không biết nói sao hả? Không biết nói sao. Thôi bây giờ là mình vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó đi chứ ngoại. Khổ lắm con ơi. Rồi giờ trong túi có tiền không? Có được cũng 100+ bán cái số sáng giờ đó. Rồi mình đi bán luôn hả? Đi bán luôn. Đi bộ vòng đi bộ vòng bán, vòng tuốt dưới này nè. Dạ. Dưới chợ đó, rồi vòng về, đi vòng mà có bữa nắng quá trời. Ngồi mấy món cây mát nghỉ hơi. Nói ngay cô bác ông trùm sớm cũng thấy vậy, đem cho ly nước uống. Dạ. Cho cái bánh ăn. Rồi ngày nay có bán không? Có bán rồi hết rồi đó. Bán được 70 tờ hết rồi đó. Yeah. Lần được 70 ngàn đó. Để dành ha, cái gì dành. Phụ điện nước cho nhà chú Được nè. Cũng nghèo quá trời nè. Yeah. Để con hỏi vợ của chú Được một chút xíu nha Bảy. Cảm ơn con. Cho con qua đây. Dạ. Đây là người vợ của chú Được đây. Cô nghe nói cũng được vợ trai từ nhỏ luôn hả? Từ nhỏ lớn luôn. Dạ. Yeah. Rồi sao mình đây con hỏi là sao mình có cái duyên mà mình cho cái người dân, con tạm nói là người dân đi ha. Tại cũng đúng mà, đâu có ruột thịt gì đâu, đâu có họ hàng bà con đâu. Mà sao cô lại chấp nhận cô nuôi mà trong khi đó bản thân cô cũng không có đầy đủ như những người khác. Tại vì thấy chị cũng như là cha mẹ trong nhà thấy đi lang thang á, rồi hỏi ủa chị đâu, nó không có chỗ ở. Thì cô thấy vậy cô nói thôi vậy chị vô đây chị ở với em đi, rồi chị đi bán với số thì chị đi bán, còn có nhiều thì chút đỉnh phụ điện nước với em thôi. Dạ. Đó với em cũng khổ, em cũng đi lụm với gia trai tối ngày ở ngoài đường, em cũng ít cái nhà. Dạ. Chị đi bán về thì có nhà đó chị ở thì ngủ nghỉ ở nhà đi chứ đâu có quen biết gì với cô đâu. Dạ không quen luôn ha. Không. Rồi ăn uống của ngoại Bảy khó khăn không cô? Không, chị nói chẳng thì chị Bảy chứ cũng dễ ăn. Dạ. Đâu là ăn cơ tàu hủ cũng ăn, hay là hột vịt chiên ăn. Nhưng có cái là chỉ không có ăn thịt chứ không có nhai được. Nhưng mà lần ăn là ăn ít thôi, tại vì không có được cái bụng chứ không có gì đó. Dạ. Nên chỉ không có ăn nhiều được, nên ăn ít lắm. Đó. Cô mua tàu hủ hay là mua hột vịt chiên rồi mà thím nhau ăn gì đó. Dạ. Với phần cô đi lượm rau cải người ta cho đó, người ta cho gì nấu ăn nấy. Trong cái tháng 7 chắc cho nhiều ha. Dạ, người ta cho cô ăn. À. Còn cô rồi đi người ta cho gạo. Dạ, ngồi Bảy nói sao? Cô rồi đi người ta cho gạo, chắc về. Rồi ngồi Bảy nói là ngồi Bảy cắt cái gì? Cắt túi mật dục của con ơi, con có túi mật. Là trong bụng á ha? Dạ, trong bụng cô. Ủa sao cắt vậy? Cô đau quá rồi đi bác sĩ á, đi bệnh viện nó cắt. À, rồi người trong người Bảy có bệnh gì không? Cũng bệnh lắc nhắc chút vậy thôi à, chứ bệnh gì quá đáng. Yeah. Có cắt túi mật thôi à. Bây giờ ăn cái gì cẩn thận, không có ăn chua. Yeah. Ăn chát là tốt đó, vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà ăn cơm thì ăn có nửa chén, hơn nửa chén thôi. Yeah. Không có được mà ăn như người ta mà tô không được đâu, ăn vô nó đau. Cũng như nó không có cái túi mật, nó không có xài được. Rồi giờ con nói Bảy nè, ví dụ như giờ mình có khoản tiền á thì mình đi lấy giấy số bán nữa hả? Lấy số bán liếc tới chết thôi à. Bảy nói vậy á. Dễ ha. Ừ, không có đủ nghề nào nữa hết. Ví dụ bây giờ ngoài Bảy có 2-3 triệu đi thì mình vẫn lấy giấy số hết luôn. Ừ, lấy giấy số hết. Để dành nó lấy giấy số. À. Rồi mua ăn, đó, bệnh quản. Dạ. Chứ thuốc men rồi Bảy có men đâu? Thuốc men đâu có, cũng mua. Dạ. Mua. À.
con mua một tháng cũng hết 300-500 á, uống á. Dễ ha. Không uống tôi chịu nổi con. Dạ. Uống nó ói, nó không tiêu. Nó có tôi mật cái nó bắt ói riết à. Dạ. Thôi giờ giờ con nói với cô chú được với lại ngoài bảy ha. Dạ. Bây giờ con tới đây thăm là con mới biết là thực chất đó là cô chú cũng không có dư giả và cô chú cũng đi lượm ve chai thôi. Đó. Quanh cái khu vực ở Thủ Đức này. Đó, với lại là cô chú cũng không có dạng như là giàu sang gì đó, nhưng mà vẫn có cái tấm lòng á cô chú anh chị, là hai cô chú vẫn nhận người dân về, tại thấy ngoài bảy đi bộ đi kiếm chỗ ở đó rồi thấy thương rồi bắt đầu mới chấp nhận. Hồi nãy cô nói là coi như cha như mẹ đó, tại cô mất cha mẹ thì nhỏ lớn rồi cô không có cha mẹ. Dạ. Nên thấy vậy thôi coi chỉ cũng như cha mẹ đem đi về ở rồi đó, gia đình cô ba cô cũng mất mới. Dạ. Mất đó, hình ba cô mất rồi mẹ cô thì trên kia à, còn đó là ba, coi như là mình giống như mình coi như là cha mẹ với mình chăm sóc ngày nào hay ngày đấy. Nên là cũng không có, mình cũng không có phàn nàn hay khó không. Chịu gì luôn hả cô? Không có phàn nàn đâu, nhiều khi ép chỉ ăn chỉ thôi đừng ép tôi ăn nhiều quá tôi chết. À. Chỉ ăn là ăn chút thì thôi. Yeah. À, không có mặt đâu có ăn nhiều được đâu, nhưng mà không có ăn cá là không có ăn thịt được, chỉ là tàu hũ hay là hoặc là hột vịt. Ăn dạ, tại ở chùa ăn chay á, chắc ăn chay nhiều quá người quen. Thì đây cũng có cái cô sư cô nè đi ngang cái kêu cô ra cho đồ chay về rồi mấy chị em xúm là ăn. À. Có cái cô đi ngang đây nè, bà biết cô đi làm đi chay hàng ngày đó. Cô nói tao có đồ chay tao đem về tao cho mày ăn rồi đem. Yeah. Về mấy chị em xúm nhà ăn. Rồi ngoại ngủ ở đây cái chiếu này đau lưng không cô? Không, hôm trước là cô ba đưa cho chị Bảy cái niệm. À. Nhưng mà chị Bảy nói hơi niệm nằm nóng lắm, mày đi lụm cho tao chiếc chiếu và cô đi lụm cái chai cái nhà người ta dục chiếc chiếu ra cô lụm vậy. Lụm đấy hả? À, chiếu này lớn người ta hơn năm rồi. Không có không, cái người ta trả nhà phòng á người ta cho. À. Rồi cô ba lụm về, cô ba giặt sạch thì cho chị nằm, chị phải nằm. À. Chiếu. À. Rồi. À thế vậy ha. Rồi bây giờ là con thôi lỡ con đến đây con thăm rồi con mới biết được cái trường hợp của cô chú. Ừ. Đó cho nên là con chắc cũng gửi ít quà cho bà ngoại, tại bây giờ bà ngoại là 83 tuổi rồi. Ừ. Cho nên là hồi nãy ngoại nói là sống không được bao nhiêu nữa hả? Đúng rồi. Sao biết giờ mình còn đi được mà đi không được đâu, đi không có được, té hoài đó. À. Té bị gãy tay nè, lòi cái này lên chống cái gãy đó. Dạ. Giờ đi phải có cái gậy đó chống bộp mà. Rồi đi bán cái số á. Rồi như vậy thôi con tới đây con gửi ngoại ít quà ha. Ừ. Để cho ngoại vui. Thế còn mấy tám mấy rồi dữ lắm á, thiệt. Dạ. Ơn hôm này không biết bao lâu rồi trả đâu, ngoại chỉ cần khỏe thôi. Mẹ mang ơn cũng lắm. Ừ, tới giờ không biết làm sao hả? Sao nói mà rưng rưng vậy ngoại? Mẹ tuổi lắm con. Ừ, tuổi làm sao? Người ta có con rồi cháu. Dạ. Ta ăn uống đầy đủ, con ngoại không có con cháu. Mày một tuổi lắm, có đi. Ừ. Mày không có quậy mày uống được. Đáng lẽ cái tuổi như ngoại là giờ mình. Ừ. mình hưởng thôi. Ừ. Với lại mình chơi chứ. Ừ. Con cháu thôi ha. Ừ. Chứ đâu phải cặm cụi như mà ngoại đi bán tờ giấy chắc số nè. Chắc kiếp trước ngoại chắc ở ác lắm mà con à. Thế. Dạ cái này con không biết à. Chỉ biết khổ. Ừ. Ngoại nói ngoại á. Dạ. Không phải nói chung. Ừ. Tùy thôi ngoại. Thôi bây giờ con nói ngoại ha. Bây giờ mình ráng ăn uống cho khỏe nè. Mình sống ngày nào mình bán cái số được ngày đó thì mình vui, mình để tiền đó mình mua thuốc nè. Hay là mình làm những cái khác ha, mình thích. Nha. Rồi, để bây giờ con anh sẽ đại diện cho một số gọi là con nghĩ những người này cũng nhỏ tuổi hơn ngoại thôi nhưng mà thương ngoại, có gửi cho ngoại ít tiền. Ha, để con đâu ơn con lắm. Dạ dạ. Rồi bây giờ con đại diện cho ba người ha, ngoại gửi cho ngoại 7 ít tiền. Tiền này là để mình để dành á, ví dụ mình có lấy vé số thì mình lấy. Với lại là ngoại ăn uống á, bồi bổ nha. Với lại là trừ phòng hờ những cái lần mà lỡ ngoại bệnh á cô. Đó, con còn có tiền mua thuốc rồi nha. Dạ. Ở đây là có ông bà Ca Pha ở Alaska Mỹ gửi cho ngoại 1 triệu. Thứ hai là anh Kiệt ở Bình Dương gửi cho ngoại 1 triệu. Thứ ba là bà ngoại hai ở Bà Điểm Hóc Môn là 500 ngàn. À, tổng là 2,5 triệu ha. Đây con gửi cho ngoại ha. Nè. Một tờ nè.
2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ là 2 triệu rưỡi ha. Đó. Nha, nhớ nha, con nói là tiền nó để cái gì là gửi cho cô nè, cô đi mua mua thuốc rồi cho phòng những cái lúc mà ngoại đau ốm nha. Đó. Cảm ơn con, ngoại cũng biết nói gì hơn nữa. Dạ. Con mà ngon nhiều lắm. À, không con sao. Con thương ngoại, con đừng bỏ ngoại nha. Dạ, con đừng bỏ hả? Con đâu có con đi giúp nhiều hoàn cảnh lắm cho nên là ví dụ như con rảnh lâu lâu ghé. Rồi con ghé thăm ngoại. Dạ dạ. Kêu ngoại biết nói gì giờ con. À, rồi rồi. À, ngoại sợ. Ngoại sợ cô đơn sau này á cho nên nói em nhỏ là đừng có bỏ. Thôi không sao, hỏi nha, con rảnh con ghé thăm. Rồi ngoài ra con còn có cái này là cao sao bóp. Cao sao bóp này là của cô Thu Đặng ở Mỹ á. Đây, cái này ví dụ như ngoại hay là chú hay cô á, nhiều bóp á, mình nhức mỏi trong người á, cái mình xịt ra mình bóp ha. Dạ. Dạ, với đây nữa là một cái dầu. Cái dầu này giống như sử dụng giống như dầu xanh của mình á. Cái này là của chị Mai Ngọc ở Đức. Là giống dầu xanh của mình đó ngoại ha. Mình sử dụng sao cũng được. Nè ngoại. Nè. Dạ. Quý lắm hả? Đây là bây giờ còn có tờ tiền 2 đô may mắn nữa. Cái này là tờ tiền của anh Bùi Đình Nai ở Chicago, Mỹ á. Anh gửi tặng cho ngoại. Anh nói ngoại là chúc ngoại có nhiều sức khỏe nè. Với lại là mình phải luôn lạc quan ha ngoại ha. Thế mới nói chuyện tới mà ngoại khóc rồi. Tủi thân vì không có ai bên cạnh đó cô. À, con gửi cho ngoại nha. Cái này của anh Bùi Đình Nai ở Chicago, Mỹ nha ngoại. À. Rồi sẵn đây thì con có cái còn một cái phần quà này nữa cho ngoại nha. Ở đây thì chắc cô chú được mình nấu nướng cho ngoại thì chắc chắn sẽ tốn kém rồi. Sẽ mất công mình phải đi mua này đi kia, cái đó là những cái cơ bản rồi ha. Thì ngày hôm nay con có món quà. Con có lẽ là thôi bà ngoại ở chung đây thì con đại diện cho chú đó, con tặng chung cho nhà mình luôn ha. Dạ, em ơn con. Dạ, ở đây là 10 kg gạo thôi chú được. Đây, nè chú. Đây, 10 kg gạo. Dạ, đó, 10 kg gạo. Dạ, với lại là những cái nhu yếu phẩm này con nghĩ là nhà mình sẽ rất là cần thiết. Dạ, nè, có sữa cho ngoại nè. Dạ, với 1 kg bột ngọt. À, hạt nêm. Đường, nước mắm, nước tương, với dầu ăn. Đó. Ngoài ra là có một thùng mì nữa. Thùng mì này chắc cũng ngon ha. Dạ. Đối với cô chú thì chú bỏ được chứ, chú bỏ đây nè, chứ thấy chú được cũng mừng, cầm trên người luôn. Đây một phần quà đó là chú Hê Liên ở Mỹ ha, gửi tặng cho nhà mình. Để cho dạ nay nhà nhà tôi cũng nhận được mớ đồ đây, cũng cảm ơn cái chú hậu tâm cho mấy này, cũng cảm ơn dữ lắm. Dạ, lần đầu tiên cô nhận cái món quà mà nó đầy đủ vậy đúng không? À, không, con nói thiệt, cô thấy đầy đủ không? Đầy đủ dù luôn. Có gạo nè, có thùng mì nè, có những một lít. Dạ, lần đầu tiên nhận luôn dạ, cảm ơn dữ lắm thiệt. Chứ thường thường là người ta cho cái gì chú? Cho gạo, cho mì không à. À, gạo với mì, có khi không có mì thì có nước tương vậy đó, có được muối một chai thôi. Một chai à. Dạ. Cái này là nhiều lắm, người ta cho thì thí dụ 5 kg, có khi thùng mì có khi không. Nước tương, nước mắm mà nói chung là không có nước mắm từ đó giờ. Dạ. Nói chung là cái này nói chung là cái này chất lượng thôi chú ha. Cái này đầy đủ. Rồi, cảm ơn chú, cũng cảm ơn nhà hảo tâm ở bên nước ngoài giúp đỡ cho cô chú. Dạ. Sống ngày nào hay ngày nấy thì cảm ơn nhiều. Sao sống ngày nào hay ngày nấy mình thì thí dụ mình có gạo mình sao mình biết trước con người mình sống nay ngày mai làm sao, thí dụ chú có gạo chú ăn. Dạ. Ừ. Dạ.
tâm ra là quý lắm rồi. Quý. Ý chú á là cuộc sống nhiều lúc gặp con với chú gặp đây mai không biết ra sao. Đúng rồi. Nhưng mình cũng như mình sống ngày nào mình đỡ ngày nấy, mình ăn ngày nấy, chứ dụ giờ chú mới gặp con đây đi. Giờ dạ. Con đi về giờ chú bệnh đau chú chết có ai biết được. Dạ, nó kỳ lắm cái đời nó nên mình không có nói trước được. Thì chú cũng 70 tuổi rồi đâu có còn nhỏ đâu, chú cũng va chạm dễ nể rồi. Nếu mà đúng ra bả thì đáng chị thôi. Dạ. Thì bả mới tám mấy tuổi không có sanh chú được. Chú 70. Có sanh nhỏ này được nè, nó 59 58 rồi. Dạ. Sanh được đó. Rồi ngoại nói sao? Ngoại nói suốt cái đời ngoại mới có như vậy chứ làm gì ngoại có được cái số tiền như vậy đâu. Ngoại biết cái này là bao nhiêu tiền không? Ngoại đâu biết là bao nhiêu? Này ngoại bán với số mà ngoại không biết tiền. 3 triệu rưỡi này nè. Mấy triệu? 2 triệu rưỡi hay 3 triệu rưỡi? 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi. Còn cái này nhiêu bà ngoại đâu có biết. Cái này mình tổng tiền này của nước ngoài mình làm kỷ niệm thôi chứ mình đổi không có được đâu. Chứ ngoại đâu có biết đâu. Như đây ngoại mần cũng tùy ra chấp giải đi bán chết được chứ đâu có dễ đâu con. Vậy ha, kể anh có vui. Chết được chứ. Ngày kiếm nhiêu? Mấy chục ngàn à. Rồi ăn uống con thấy không còn gì. Là quý lắm rồi. Mừng ha. Mừng dữ lắm á. Mừng phới trong. Là tối nay phải ngủ được nha. Chứ mấy bữa nay ngoại ngủ không được là. Hào hức, hào hức. Trong con á. Phải không? Đông á. Giờ mới gặp là trong. Trong dữ lắm, bị nghe nói á. Trong dữ lắm. Nói chung là ngoại phải nhờ cô chú được nè. Thứ nhất là cho ngoại ở trong nhà. Đó là cũng lo cho ngoại này kia điều rất ăn rồi đó. Với lại là cảm ơn là cũng đã giới thiệu đến bên con. Con mới biết mà con mới tới đây thăm ngoại nữa. Được con thương nữa là quý quá trời rồi. Biết làm sao mà cho hết được à. Mai mốt hơn ngoại không có khóc đêm nữa nha. Nó nói là buồn hay khóc đêm lắm hả cô? Khóc lắm. Hoài, hoài và khóc hoài. Buồn á. Mới khóc. Khóc mà tới mới tới ngủ cũng còn khóc. Dạ tôi nói. Đỡ bà bảy phải làm gì? Sợ lắm. Mớ. Nửa đêm cũng mớ mà chỉ la lên cô sợ lắm. Khóc cúm sùm. Còn lỡ về vấn đề sau này á cho chú được. Mà lỡ mà ngoại bảy có gì thì chú định sao? Chỉ nhiều nhà hảo tâm lắm, chú biết nhiều nhà hảo tâm. Nhiều người ở đây người ta cũng chết, người ta cũng nghèo rồi nhà. Là bà vừa chết là mình lên mình báo phường là phường nó ấy nhà hảo tâm là xuống hỗ trợ. Đó là chú đã chuẩn bị trước rồi ha. Tại vì chứ bây giờ ngoại thì không, hồi nãy con có nói là vô viện dưỡng lão thì ngoại không chịu. Không chịu. Mà kêu đã từng không vô đó rồi bây giờ bó. Không chịu. Còn ở ngoài thì nói chung ở đây là không ảnh hưởng, nói chung là không có vẻ là mình vẫn hòa đồng với nhau đúng không cô chú? Vậy là chứ chú nói cho con. Đưa chỉ vô chổng như sớm ở chổng người ta có gia đình tới luôn người ta thăm. Còn bà ở chổng không có ai rồi bà tuổi bà khóc hoài bà còn chết sớm thôi để ở đây với cô luôn như chú nói sao? Rõ ràng chú cũng nói vậy, bà không có con cháu không có gì nữa, bà ở chổng đâu có ai vô thăm bà, cái tối ngày chổng ngốc nè. Mà bà ở chổng không có thoải mái. Chú cũng từng biết hồi trước chú chạy xích lô chú chở bao nhiêu người ở chổng. Nó có giờ giấc đàng hoàng, sáng tập thể dục. Rồi hồi trước á tập thể dục xong rồi cái ăn uống xong làm cỏ này kia, còn bây giờ thì chắc không có làm cỏ nhưng mà phải tập thể dục ngày tập hai cử. Vậy đó rồi có gì tổ chức gì người ta cái đám từ thiện nó cũng vô nó cho. Cho mình không có ở không thoải mái đâu, ăn rồi nằm không có ai tối ngày. Nói chung cũng chán chú ha, nếu mình chán lắm. Đó là ngồi vô đó, nghe nói làm vô mấy ngày rồi cái chịu không nổi cũng ra đó. Vô mình coi tình hình như thế nào. Hồi xưa giờ có ai giúp ngoại như con không? Có ai quay phim như ngoại như con không? Không. Chưa bây giờ đúng không? Sao đâu mà ông xã cô không biết tụi con nó không gọi không chứ đây. Ông đi làm đi chạy biết tụi con không gọi đây. Quên. Rồi sao mà chú được biết đến tụi con? Chú nhờ người ta trên mạng chờ ơi. Nó nhờ mấy nhỏ quen với mấy khứa quen á, giờ tao nói hỏi thăm cái nó nói những mạng hợp đồng. Chứ chú coi tivi chú cũng thấy nhiều lắm. Nhưng mà cái tay dùng nào cũng có miền Tây rồi chung rồi cái xa quá rồi chú không có ấy thôi, chứ còn mà nếu gần ở đây về thuộc về Thủ Đức rồi đó là chú ghi lại hết. Biết không cũng đi
đi lượm Nha Trai đồ này kia đó, rồi bắt đầu mới quen biết, rồi nghe người ta chỉ mới biết đến em nhỏ. Chứ nó chỉ mình cũng hỏi. Bây giờ con nói chú nè, thôi mình biết tới đây cũng là một cái duyên đó, mình mới gặp được với nhau. Đúng rồi. Đó, thì con cũng đến thăm ngoại, cũng hy vọng là ngoại về đây khỏe, nói chung là có sức khỏe, ăn uống được ha. Con đừng có bỏ ngoại là được rồi. Con không đừng bỏ ngoại hả? Đừng bỏ ngoại là được. Dạ, cô chú được đừng bỏ ngoại chứ con thì con đi hoài mà. Nó đi tùm lum. Nó còn nó đi nhiều cái cảnh nó còn hơn mình gấp mấy nha. Nhiều cảnh thê thảm lắm. Phải không? Giờ rộng con ghé ăn mà ăn chút cũng được. À dạ rồi con vui trong lòng rồi. Rảnh rồi con sẽ có ghé thăm ngoại ha. Có một đứa cháu đó vậy. Nhận con làm cháu không? Vui. Ngoại ngoại nhận con làm cháu không? Nhận. Nhận ha. Nhận. Nhận làm cháu ruột hay sao? Cháu ruột. Cháu ruột luôn hả? Rồi nhận làm cháu rồi. Cháu lo nó nuôi không nhận sao được. Không, con là lâu lâu con tới thăm thôi nha. Chứ con đi coi như nó đi từ thiện gấp chỗ rồi tùy theo người. Nó cũng tùm lum là lá, nó cũng mệt nhọc lắm, nhiều cái thê thảm lắm. Dạ, cái đầu rồi. Óc của mình suy nghĩ thê lương lắm. Thà là con lao động mà về con ngủ ngon, chứ còn mà đi cũng suy nghĩ là cũng nhiều suy nghĩ đầu óc quá đau đầu lắm, nó còn nguy hiểm. Nhưng nói chung mà cô chú được cũng hiểu được cái công việc em nhỏ đi làm. Còn ngoại thì mà mới thấy kêu nhận cháu ngoại cháu nuôi hả? Cháu nuôi vì sao bà ngoại mới thấy bà con mà nhận cháu nuôi rồi, để con hỏi ngoại coi. Thì thấy con phước đức đầy đủ rồi. Cái này không phải tiền của con nha. Biết rồi. Tiền này là tiền của không phải tiền của con, nhưng mà con cũng có cái lòng hảo tâm. À. Có con mới có được số tiền. Dạ, thì vậy ha. Mặc dù của người ta. Nhưng mà con không dự vô sao bảy cặp bà có. Dạ. Thấy không? Cũng công lao của con quá lớn. Xong rồi cái lời nhận cháu nuôi luôn. Rồi nhận cháu nuôi luôn. À vậy. Nhận có lợi mà không nhận sao được. Ok. Mấy người lớn tuổi mà cô chú anh chị cũng nói gì nói nha. Dạ. Nói chung là vui được ngày nào thì đã vui rồi chú ha. Đúng chứ rồi. Bây giờ biết làm sao. Chứ làm sao giờ. Cũng mừng rồi con ơi. Dạ. Vậy giờ bả mừng. Bởi vì tôi nói bả mà có ví dụ nhà hảo tâm mà lo cho bả thì lúc nào hay lúc nấy. Đỡ lúc nãy còn có chị con không có con lấy gì ăn, nhiều khi kiếm một đồng không có. Chú hút thuốc nha, nhiều khi kiếm một đồng không có mà nhiều khi cũng tiền quá trời. Bảy giờ tối là bắt đầu chú đi tới 1 giờ mà mấy ngày mưa là thôi chết. Là được bao nhiêu tiền chú, ngày được bao nhiêu tiền? Có khi 80, khi 100, khi 100 mấy. Vậy ha, trời ơi, ít vậy. Chứ sao Gia Trai giờ con 2 bao 50 này á, một bao đó là 10 mấy ngàn. Đó, chú đứng lên chú chỉ con sau đây giùm nè con hả? Chú đứng lên chú cho con coi cái Gia Trai chú đằng sau. Hả, Gia Trai này nè, đó cái này là lon thì có ngon. Còn cái này nè, mũ với bình nè, đó Gia Trai này đó. Một bao này là có 10 mấy ngàn thôi, nó có mấy ngàn ký à, mà con lụm 1 ký là biết bao nhiêu trời không. Cái này là chú đã gom nhiều rồi chú bán lần chứ? Đâu có, ngày nào chú bán ngày nấy, đâu có để. Còn nó để, còn chú là ngày nào con lụm ngày nấy. Không có để có Tết đó, chú để đầy hết ở đây luôn. Tết thì nhiều người ta uống. Tết đâu có ai bà ai đây mua đâu, mình phải để. Đúng rồi, phải qua tủ. Tết mình mới bán đó nè. Mấy cái này nè, nguyên một bao 50 là chị con bán 10 mấy ngàn. Nếu con bao 50 là con 1,5 ký à. Dạ. Yeah. Con cứ tính đi 7-8 ngàn ký, mà 1,5 ký nhiêu, 10 mấy ngàn nhiêu. Số thì mình đi bán số cũng vẫn được, nhưng mà mình không có quen bán sợ ế ôm mà lấy tiền đâu ăn. Ví dụ con bán 50 tờ đi mà nó ế 10 tờ là thay con thấy lỗ rồi đó. Đó, nhà chú nè cũng không có cái gì. Không có cái gì. Đây là cái gian bếp của nhà chú được nè. Chú vô đây chú. Ba cái này là người ta ba cái này là người ta cho đấy ha. Rồi cho không à, người ta cho cô lụm về cô ăn tối á. Dạ cho nhiều người ta cho. Còn mấy cái này, mấy cái bàn này là chú lụm không à, những người ta bỏ lụm nhiều cái lụm cũng ngon lắm, rồi mình về mình xài chứ là tiền đâu mua. Dạ ta không có tiền sẵn đâu mua. Con chú ở đây luôn hả? Con của chú à, con ở xa môn lận. Còn lớn chưa chú? Lớn rồi, con gái có mới 28 tuổi 27 tuổi tuổi tí. Nó cũng có chồng con rồi mà chú không bao giờ mà cô chú không bao giờ mà mở miệng mà xin nó 1 đồng 2 đồng, không bao giờ. Nhưng mà lâu lâu cũng về thăm cô chú chứ. Có đúng không, về thăm hoài chứ nó cũng ấy hoài.
Dạ. Trời ơi, chú còn khổ còn hơn khổ mấy chục năm luôn chứ không phải mới khổ đây đâu. Vậy mà rước thêm người chú chạy đó. Xe xích lô hồi năm 79 á, con cái tính đi xong rồi chú đi nghĩa vụ. Tại vì giấy tờ chú mất hết rồi. Giấy tờ chú đi nghĩa vụ rồi chú thượng sĩ mà học khóa cán bộ rồi. Rồi về mất giấy tờ hết, nếu còn giấy tờ mình lãnh tiền ấy cũng được. Mà đi mình đi chỗ này chỗ kia trời ơi nó hẹn mình muốn điên luôn. Mà phải có tiền. Bây giờ gì cũng vậy đó. Mình phải có tiền mình giấy bút của người ta chứ mình không có tiền mà lấy. Thấy cô vợ chú với cái ngoại bảy vui thấy rờ mấy món quà quá chưa nhận. Vui rồi. Chưa nhận nhiều vậy hả? Ngoài con mua 20.000 một ký á. Ít đâu, 20.000 một ký á. Gạo này hơn chú. Ừ, thì thấy đủ. Gạo ngon mà. Gạo dở á, gạo dở á. Chú mua 20.000 một ký á. Cái này không tụi con để gửi tặng là gửi đồ ngon không chứ đâu có gửi đồ dở. Cảm ơn con. Thôi ngoại ha, vậy bữa nay con tới thăm ngoại vậy nha. À, có dịp thì con. Dạ, có dịp thì con ghé thăm ngoại nha. Dạ, dạ. Vậy hả cô ha. Dạ. Dạ. Thôi các em nhỏ xin được cái thứ nhất là cảm ơn cô chú được nè, đã cho ngoại có cái chỗ ta túc, gọi là che nắng che mưa, cũng có người dòm ngó đó. Nhiều lúc người lớn tuổi á chú, thật sự là mình nhiều lúc đêm hôm là không biết làm sao mà có cô chú cũng đỡ cho ngoại nè. Với cái thứ hai là con chúc ngoại sức khỏe nha. 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 Với lại là cảm ơn quý mạnh thường quân đã hỗ trợ ít tiền cho ngoại để ngoại phòng hờ những cái lúc mà trắc trở, ví dụ như bệnh tật có tiền mua thuốc nè, hay là lấy tiền vốn bán vé số nè, cũng tự lo cho ngoại được. Đó. Nói chung là cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều, và đặc biệt là chú Hê Liên cái phần quà này theo như bà ngoại với lại vợ chồng cô chú được là thấy rất là đầy đủ, phần quà đầy đủ, phần quà nói chung là xịn ha chú ha. Thôi bây giờ thì em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây cô chú anh chị, và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo ạ.